Quân-y, tân binh làng nhạc Việt, hai lần làm nữ chính tỏ tình hoàn mỹ đều happy ending. Quân-y khá nổi tiếng trong làng âm nhạc Việt nhờ giọng hát ngọt ngào cùng gương mặt xinh xắn. Gần đây, cô nàng thu hút sự quan tâm của công chúng khi tham gia chương trình tỏ tình hoàn mỹ. Quân-y tên thật là Ngô Thị Hồng Duyên, sinh năm 1997 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Hiện là một nữ ca sĩ trẻ, tân binh tài năng của làng âm nhạc Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu gương mặt xinh xắn, dễ thương và giọng hát ngọt ngào, Quân-y đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Trang Facebook cá nhân của nữ ca sĩ đã sở hữu hơn 150.000 lượt theo dõi. Ngoài ra, cô cũng là chủ của một kênh TikTok với gần 485.000 lượt follow, một con số khá ấn tượng. Trước khi được nhiều người biết đến với vai trò là một ca sĩ, Quân-y từng theo học tại trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh. Giọng ca xứ Nghệ cũng được đánh giá là một gương mặt có tiềm năng trong lĩnh vực giải trí. Ngày ấy, cô nàng gặp nhiều khó khăn về kinh tế khi một mình tới thành phố lớn học tập và sinh sống. Trong gia đình, Quân-y là chị cả nên luôn ý thức được rằng bản thân cần phải có trách nhiệm với công việc, nỗ lực hết mình để giúp đỡ bố mẹ. Khi mới lên Sài Gòn, đối với cô nàng mọi thứ đều mới lạ, nhưng chính vì nghị lực, quyết tâm và tinh thần lạc quan đã giúp cô kiên trì làm mọi việc đến cùng. Thời gian đầu bước chân vào con đường ca hát, Quân-y lại tiếp tục gặp phải không ít thử thách, bởi giữa một rừng nghệ sĩ trẻ như hiện nay, những hit mới sẽ xuất hiện liên tục. Vì thế nếu không được quảng bá tốt, rất khó để ca sĩ vừa debut, vừa cộng đồng fan nhỏ tìm được chỗ đứng. Tuy nhiên, nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Quân-y đã gặt hái được nhiều thành công khi nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ âm nhạc. Hai tác phẩm đầu tay của nữ ca sĩ đã tạo nên một trào lưu gây sốt trên mạng xã hội trong suốt thời gian qua. Riêng ca khúc Sẵn sàng yêu em đi thôi đã đạt mốc 2 triệu lượt xem chỉ sau 10 ngày phát hành. Trong khi đó, bài Dỗi vậy luôn cũng phủ sóng khắp mạng xã hội và có số lượng người nghe khủng. Melody và chorus của hai ca khúc có những đoạn cực bắt tai, tạo cảm giác vui tươi, dễ nghe. Từ đó người hâm mộ bắt đầu tìm đến bản đầy đủ của bài hát. Hình ảnh của Quân-y cũng đến gần hơn với công chúng. Được biết ca khúc Dỗi vậy luôn do chính nữ ca sĩ 9X sáng tác. Không chỉ xinh đẹp, hát hay, Quân-y còn khiến người hâm mộ bất ngờ vì từng là học sinh giỏi môn văn cấp trường và là một hot girl có tiếng thời còn đi học. Sau khi thi đỗ vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, nữ ca sĩ đã được tuyển chọn vào lớp diễn viên. Tuy nhiên sau này cô lại bén duyên với âm nhạc. Khi hoạt động ca hát, Quân-y cảm thấy mình vui hơn và đặc biệt là cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự yêu mến từ khán giả. Mục tiêu của nữ ca sĩ khi bước chân vào lĩnh vực âm nhạc đó chính là trở thành một idol âm nhạc. Cô mong muốn truyền năng lượng tích cực của một người trẻ đến với tất cả mọi người. Nhờ vào sự nổi tiếng trước đó của mình qua bộ ảnh nữ sinh chụp cùng cún cưng, Quân-y có cơ hội tham gia chụp ảnh quảng cáo, PR sản phẩm để kiếm thêm thu nhập. Nữ ca sĩ rất vui vì có thể giúp đỡ một phần kinh tế cho gia đình và phát triển bản thân. Trong quá trình học đại học, Quân-y cũng góp mặt trong loạt phim ngắn và giành được giải cao ở nhiều cuộc thi. Đa số các sản phẩm giọng ca xứ Nghệ tham gia đều để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả bởi khả năng biến hóa, biểu cảm chuyên nghiệp. Ngoài ra, cô nàng còn từng thử sức với vai trò nhà sản xuất phim ngắn và nhận được sự đón nhận của đông đảo người hâm mộ. Hơn 2 năm trước, Quân-y đã có mặt tại sân khấu show truyền hình Tỏ tình hoàn mỹ. Nữ ca sĩ mang đến cho khán giả những khoảnh khắc tuyệt vời với một cái kết đẹp như mơ. Vẻ ngoài xinh đẹp của nữ chính khiến dàn khách mời đứng ngồi không yên. Đến với sân khấu của show hẹn hò, Quân-y thể hiện rõ tính cách hồn nhiên, ngọt ngào đáng yêu qua các trò chơi mà cô dành cho các nam khách mời. Chính điều đó đã khiến nữ ca sĩ thu hút được Trung Kê khi anh quyết định đứng lên tỏ tình. Trung Kê cho biết Quân-y chính là mẫu con gái mà anh yêu thích, năng động, dễ thương và biết nhảy múa. Anh cảm thấy tuổi trẻ của anh trong em, hot boy bày tỏ. Tuy nhiên sau khi đã làm hết những việc cần làm, anh chàng quyết định về lại chỗ ngồi của mình vì hiểu rằng nữ chính đến đây vì người khác. Dày công chuẩn bị concept tỏ tình công phu, Quân-y khiến Minh Tú đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác khi quy kết: "Hôm nay em đến đây hỏi tội vì anh đã cướp mất trái tim em." Trong khi đó, Minh Tú bày tỏ sự bất ngờ bởi anh nghĩ rằng cô nàng xuất hiện vì một người khác không phải mình. Bởi nữ chính vốn là ca sĩ nên anh nghĩ có thể cô sẽ yêu thích những người có nhiều hit như Trung Kê, Phạm Đình, Thái Ngân. Đối diện với chàng trai mình thích, Quân-y đã nói rằng cô muốn làm một hành động với anh là véo má. Hành động này nữ ca sĩ khẳng định chỉ làm với người con trai mình thích. Cuối cùng cặp đôi đã quyết định nắm tay nhau ra về trong tiếng hò reo của tất cả mọi người. Trở lại sân khấu Tỏ tình hoàn mỹ mùa 2, Quân-y lần nữa thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Sau một quãng thời gian giao lưu tìm hiểu, cô nàng đã tung một cú twist cuối khi bất ngờ lấy ra một chiếc nhẫn và tặng cho Vi Dương. Vì thế Vi Dương, Quân-y là cặp đôi đầu tiên tỏ tình thành công của mùa này. Sau chương trình, cả hai đã nhận được nhiều sự chúc phúc từ khán giả hâm mộ. Hiện tại Quân-y đang tập trung vào rèn luyện khả năng thanh nhạc và sáng tác. Nữ ca sĩ 9X muốn mỗi sản phẩm của mình khi phát hành phải chỉn chu và mang màu sắc tươi mới. Cô cũng hy vọng khán giả sẽ luôn yêu thương, ủng hộ và giúp đỡ trong sự nghiệp ca hát của mình, cả ở hiện tại và tương lai.